xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay ông chủ em có về con E12 nè anh em. Cua tai E12. Con này là 12 người rưỡi nha, nó bằng với lại cái máy RK125 nha. Đời mới xài bét kim luôn nè anh em. Đó, đời mới xài bét kim nè, cốt xéo luôn nè. Máy phải nói còn rất là mới luôn nè. Anh em thấy không? Ô bọng là còn mới tinh luôn thấy không? Đấy. À, lóc vàng lóc nè anh em thấy không? Phải nói cực kỳ mới luôn. Đây nè. Mấy cái dòng máy Kubota này là rất là dễ nổ nha mấy anh em. Quay nổ thôi nha. Có đời luôn nè. Anh em muốn nào muốn quay thì quay, muốn đời đời nha. Đó. Con này anh em mua về là xài là biết bao giờ nó mới hơn nhúc nhích được cái máy này. Gà rồi. Còn anh em mua về là mình gác lên dàn xế chạy thôi, khỏi chơi luôn. Còn mình có thể mình gác lên sexy cái bơm nước nha. Còn được rất là nhiều thứ nha anh em. Rồi ra để em nhờ anh Thoại quay nổ cho anh em nghe thử tiếng máy ha. Đấy. Mấy cái dòng máy này nổ cực kỳ im luôn ha. Từ xa là không nghe máy nổ luôn nè. Máy nổ rất là đậm nha. Rồi, tắt cái con đường. Anh em nào mà có nhu cầu thì muốn mua con này thì cứ liên hệ cho chủ em nha. 0913 48706 nha anh em, hoặc là 0972 547 272 nha. Còn em nào muốn biết giá cả luôn thì cứ liên hệ cho chủ em nha. Có nhiều anh em kêu em quay máy mà sao không báo giá cho anh em biết, tại vì chủ em là không cho nó giá trên mạng nha anh em, nên thông cảm cho em nha. Mà muốn biết giá cả chính xác thì cứ liên hệ cho chủ em nha. 0913 48706 nha, hoặc là 0972 547 272 nha anh em. Rồi, tắt đi. Rồi. Quá chuẩn luôn con này, phải nói rồi. Xuất sắc luôn nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào xem video thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ, và anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nha.